Phật thuyết kinh công đức xuất gia. Hán dịch vô danh phụ lục thời Tam Tần. Việt dịch Thích Tâm Nhãn. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong nước Tỳ Xá Ly, đến giờ thọ trai, Đức Phật vào thành khất thực. Bấy giờ trong thành Tỳ Xá Ly có một lê sa tên Tỳ La Tiễn Na, ý dịch dũng quân. Ví dụ như trời và các tiên nữ đồng nô đùa, thì vương tử này và các thể nữ ở trên lầu vui chơi, đắm đuối trong sắc dục cũng như vậy. Khi ấy, Đức Thế Tôn dùng nhất thiết trí, nghe âm thanh ấy rồi bảo A Nan: Ta biết người này tham đắm ngũ dục lạc, sau 7 ngày nữa thì mạng chung, như vậy anh ta sẽ xa lìa hạnh phúc bên người thân, nhất định phải chết. A Nan, nếu người này không bỏ dục lạc, không xuất gia, thì khi mạng chung có thể bị đọa địa ngục. Bấy giờ vâng lời chỉ dạy của Phật, muốn lợi ích cho vương tử này, nên A Nan đi đến nhà anh ta. Vương tử nghe A Nan ở bên ngoài, liền đi ra nghênh đón. Với lòng tôn kính, thỉnh A Nan vào nhà an tọa. A Nan vừa an tọa thì vương tử khởi tâm cung kính thưa với A Nan: Quý thay, người bạn tốt đã đến đây. Hôm nay thật đúng lúc, tôi gặp được tôn giả hết sức vui mừng. Nếu tôn giả hoan hỉ có thể dạy bảo cho tôi về giáo pháp của Phật, giúp cho tôi được an lạc. Vương tử thưa thỉnh như vậy 3 lần. A Nan muốn vương tử được nhiều lợi ích nên im lặng không nói. Vương tử lại thưa: Tỳ Na A Mâu Ni đại tiên, lợi ích cho tất cả chúng sanh, có hiềm hận gì mà mặc nhiên không nói? Không thấy nói gì đến lần thứ 3. Thầy là người giữ Phật pháp, lợi ích cho thế gian. A Nan đau buồn nói: Hãy lắng nghe đây, sau 7 ngày nữa bạn sẽ chết. Nếu bạn ở trong ngũ dục, không giác ngộ, không xuất gia, thì mạng chung bạn sẽ đọa địa ngục. Phật là bậc nhất thiết trí, chánh ngữ, chánh thuyết, đã nói về bạn như thế. Ví như ngọn lửa thiêu đốt mọi vật, thầy đều không sai, bạn nên suy nghĩ cho kỹ. Vương tử nghe nói vậy quá lo sợ, buồn rầu, sầu muộn không vui nói: Theo lời chỉ dạy của A Nan, tôi phải xuất gia, nhưng tôi muốn thọ hưởng khoái lạc thêm 6 ngày nữa. Đến ngày thứ 7, tôi sẽ giã từ người thân, quyết định xuất gia. A Nan hài lòng. Đến ngày thứ 7, Tỳ La Tiễn Na sợ sinh tử, cầu Phật xuất gia. Đức Phật liền đồng ý. Qua 1 ngày 1 đêm, Tiễn Na tu trì tịnh giới rồi mạng chung. Sau khi hỏa thiêu hương khói xong, A Nan cùng họ hàng của Tiễn Na đến hỏi Phật: Kính thưa Thế Tôn, tỳ kheo Tỳ La Tiễn Na ấy nay đã mạng chung, thần thức sinh về đâu? Đức Phật Thế Tôn, thầy của chư thiên nhân loại, bậc nhất thiết trí, dùng đại phạm âm vang dội hơn tiếng trống sấm, hơn âm thanh vi diệu chúng chim ca lăng tần già. Ngài đem 8 loại âm thanh bảo A Nan: Này A Nan, tỳ kheo Tỳ La Tiễn Na ấy sợ chết, sinh vào địa ngục khổ, nên đã xả dục xuất gia. Trong 1 ngày 1 đêm trì tịnh giới, xả bỏ cõi đời này, sinh về trời Tứ thiên vương, làm con tỳ Sa môn thiên vương ở phương Bắc. Tâm phóng túng thọ ngũ dục khoái lạc, tham thọ ngũ dục với các thể nữ, cùng chung vui chơi thọ 500 tuổi. Khi Tiễn Na hết 500 tuổi, mạng chung sinh về cõi trời 33, làm con Đế Thích, hưởng thụ đầy đủ ngũ dục, sung sướng nhất cõi trời. Tiễn Na cùng thể nữ đẹp trên trời, tuổi thọ kéo dài 1000 tuổi, tận số sinh về Diệm Thiên, làm vương tử Diệm Thiên, tự phóng túng, thọ hưởng sắc thanh hương vị xúc trên trời, tâm khoái dục lạc, thọ 2000 tuổi trên trời, mạng chung sinh về cung trời Đâu Xuất làm vương tử. Tâm thoải mái thọ ngũ dục, khi mắt thấy tướng dục, tâm tự nhàm chán, thường nói pháp ngữ, trí tuệ giải thoát. Ở trong cõi trời tuổi thọ hơn hết, mãn 4000 tuổi, mạng chung sinh lên tự tại thiên, làm con thiên vương, thọ hưởng đủ loại ngũ dục khoái lạc ở trong các thể nữ. Ứng hóa kéo dài 8000 tuổi thọ, hết 8000 tuổi, mạng chung sinh về trời tha hóa tự tại, làm con thiên vương. Cõi trời thứ 6 này, dục lạc trong đó 5 tầng trời phía dưới không thể so sánh. Sinh vào trong đó rồi, trong những cái vui thọ, cái vui tối diệu. Khi thọ dục lạc ở đó, tâm quá say mê, hưởng đầy đủ dục lạc thắng diệu, thọ 16000 tuổi. Thọ lạc như vậy, qua lại 7 lần trong 6 cõi trời dục. Tỳ La Tiễn Na này, do một ngày một đêm xuất gia, nên mãn 20 kiếp, không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thường sinh thiên, nhân, thọ phước tự nhiên. Trong loài người, kiếp cuối cùng sinh vào nhà giàu có sung sướng, tài sản phong phú, chân bảo đầy đủ. Khi tuổi tráng niên đã qua, các căn đau yếu, lo sợ họa hoạn, sinh lão bệnh tử, nên Tiễn Na nhàm chán ở đời, xuất gia cạo bỏ râu tóc, thân khoác pháp phục, siêng tu tinh tấn, giữ 4 oai nghi, thường hành chánh niệm, quán ngũ ấm, khổ không vô ngã, hiểu pháp nhân duyên, thành Bích chi Phật, hiệu là Tỳ Lưu Đế. Lúc ấy Ngài phóng hào quang lớn, có nhiều chư thiên, nhân loại sinh thiện căn và giúp các loài chúng sanh trong ba thừa được giải thoát. Bấy giờ A Nan chắp tay bạch Phật: Kính thưa Thế Tôn, nếu có người độ người xuất gia, người ấy xuất gia gánh vác mọi việc, thì được bao nhiêu phước đức? Nếu lại có người hủy phá chuyện người khác xuất gia, thì thọ tội báo gì? Xin thỉnh Thế Tôn chỉ bảo cho con được tường tận. Phật bảo: Này A Nan, nếu ông có sống đủ 100 tuổi để hỏi ta việc này, thì ta cũng lấy trí tuệ vô tận, vì ông nói rộng theo đúng 100 năm, trừ giờ ăn uống. Người này công đức không thể nói hết, họ Hằng sinh thiên, hay trong loài người thường làm quốc vương, thọ hưởng hạnh phúc nhân thiên. Nếu họ giúp người xuất gia vào trong pháp sa môn này, vì chuyện giúp đỡ cuộc sống xuất gia đó, thì họ dù ở trong sinh tử cũng hưởng khoái lạc. Dù ta có đủ 100 tuổi để nói công đức người đó cũng không hết được. Như vậy A Nan, ông có mãn 100 tuổi, kéo dài tuổi thọ để hỏi ta. Còn ta sống đến khi niết bàn, nói công đức này không bao giờ hết. Phật lại bảo A Nan: Nếu lại có người phá hoại chuyện người khác xuất gia, thì người đó bị cướp mất kho tàng vô tận thiện tài phước báu, và hủy hoại nhân 37 trợ Bồ đề Niết bàn. Nếu có ý muốn phá hoại nhân duyên xuất gia, phải khéo quan sát chuyện như vậy. Vì sao? Vì tội báo đó sẽ đọa địa ngục, thường bị mù mắt, thọ khổ cùng cực. Nếu làm súc sinh, khi sinh ra cũng bị mù mắt bẩm sinh. Nếu sinh trong ngạ quỷ, sinh ra cũng mù bẩm sinh. Đọa trong ba đường ác khổ, không biết bao giờ giải thoát. Nếu sanh làm người, ở trong bụng mẹ thọ thai lại bị mù. Ông có sống 100 tuổi thường hỏi nghĩa đó, còn ta có đủ 100 tuổi lấy trí tuệ vô tận giải thích tội báo cũng không thể hết. Người ấy ở trong tứ đạo sinh ra thường mù mắt, ta cũng không biết được người này bao giờ mới giải thoát được. Vì sao? Vì do phá hủy người xuất gia đã thành tựu vô lượng vô biên công đức. Do phá thiện duyên ngăn cản người xuất gia như vậy nên thọ vô lượng tội. Nếu họ ở trong kính trí tuệ thanh tịnh này thì giúp họ được thiện pháp giải thoát vậy. Nếu thấy người xuất gia tu trì tịnh giới, hướng đến chỗ giải thoát, phá công việc xuất gia của người ấy, làm việc ngăn cản, có nhân duyên đó, sinh ra bị mù, không thấy niết bàn, là do hủy hoại người xuất gia. Như quán vô minh, 12 nhân duyên sẽ được giải thoát. Do phá người xuất gia, hủy hoại con mắt trí tuệ của họ, nên mắt tuệ của mình bị che mờ, từ đời này qua đời khác, sinh ra bị mù mắt, không thấy tam giới, là do ngăn cản người xuất gia vậy. Người xuất gia đã thấy ngũ ấm, 20 ngã kiến, nhân gian, chánh đạo, mà cái nhân phá xuất gia như là hủy hoại chánh kiến, do đó sinh ra thường mù mắt, không thấy chánh đạo. Người xuất gia đã thấy tất cả pháp tu thiện, pháp trú xứ, đã thấy pháp thân thanh tịnh chư Phật mà phá chuyện người khác xuất gia nên sinh ra bị mù mắt, không thể trông thấy pháp thân Phật. Do người xuất gia đã đầy đủ tướng mạo sa môn, hạt giống phước điền Phật đạo và giữ gìn giới thanh tịnh, nên nguyên nhân phá người xuất gia thì ở trong thiện pháp bị đoạn tất cả hy vọng. Do tội duyên phá hủy người xuất gia, đời đời thường mù mắt. Người xuất gia đã khéo quan sát tất cả thân tâm đều khổ, vô thường, vô ngã, bất tịnh, mà phá người xuất gia ấy làm việc ngăn cản thì như phá con mắt của người đó. Phá con mắt ấy thì mình không thấy tứ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát chánh đạo và đường đến cung thành niết bàn. Do tội duyên như vậy sinh ra thường bị mù cho đến không thấy không, vô tướng, vô tác, thanh tịnh, thiện pháp hướng đến cung thành niết bàn. Người có trí tuệ là biết người xuất gia sẽ thành tựu thiện pháp như thế, không nên phá hoại nhân duyên thiện pháp đó, như vậy sẽ không bị tội. Ai hủy phá chuyện người khác xuất gia là vị sa môn chánh kiến thì mãi mãi không thấy cung thành niết bàn, sinh ra thường bị mù. Nếu có người nào trong một cõi khác xuất gia tu trì tịnh giới hơn 100 kiếp, lại có người khác ở trong cõi Diêm Phù Đề xuất gia trì giới 1 ngày 1 đêm, dù khoảnh khắc thì được 16 phần, còn người xuất gia trì giới kia chỉ bằng 1/16 người xuất gia ở Diêm Phù Đề. Người nào điên đảo hành dâm chỉ em nữ, không phải chỗ hành dâm bị chống cự rồi sinh ra căm ghét, thì tội báo đó không thể tính hết. Nếu lại có người tư duy đúng, có tâm xuất gia, có người khác phá hoại chuyện xuất gia người này, không để họ mãn nguyện, thì nhân duyên tội báo đó bắt đầu tăng trưởng cho đến trăm kiếp. A Nan bạch Phật: Kính thưa Thế Tôn, Tỳ La Tiễn Na này nhờ hạt giống thiện căn sinh chỗ tôn quý, thọ hưởng phước lạc, vì quá khứ cũng có hành thiện, hôm nay chỉ nhờ công đức xuất gia một ngày một đêm mà thọ hưởng nhiều phước như thế. Phật bảo A Nan: Ông không cần quan sát nhân duyên quá khứ. Đối với một ngày một đêm ấy thanh tịnh, xuất gia được thiện căn, trong 6 cõi trời dục 7 lần qua lại thọ phước, trong 20 kiếp thường chịu cảnh sanh tử, trong loài người sau cùng ở thế gian hưởng cảnh hạnh phúc nhất, sinh trong nhà giàu có. Khi tuổi tráng niên qua, các căn yếu dần, thì sợ cái khổ sinh lão bệnh tử, nên Tỳ La Tiễn Na xuất gia trì giới thành Bích chi Phật. Phật lại bảo A Nan: Ta sẽ nói ví dụ, ông khéo lắng nghe. Thí như thiên hạ, Đông Phật Bà Đề, Nam Diêm Phù Đề, Tây Cổ Gia Ni, Bắc uất Đan Việt, các bậc A-la-hán trong 4 cõi ấy nhiều như lúa cỏ rừng rậm. Nếu có người nào ở trong đó đủ 100 tuổi tận tâm cúng dường những vị A-la-hán này, những thứ như y phục, thức ăn, nước uống, thuốc thang trị bệnh, phòng xá, ngọa cụ, cho đến sau khi các vị ấy niết bàn, lại xây dựng tháp miếu, đủ loại chân bào, hoa hương anh lạc, tràng phan bào cái, treo các loại chuông báu, quét dưới nước hương, dùng những câu kệ tụng tán thán, cúng dường thì đắc được công đức. Còn người nào vì niết bàn mà xuất gia thọ giới chỉ một ngày một đêm tạo công đức, thì công đức này được 16 phần, công đức trước chỉ 1 phần. Theo nhân duyên như vậy, thiện nam tử nên xuất gia tu trì tịnh giới. Này các thiện nam tử, những người cần công đức, cầu thiện pháp, tự thọ pháp, thì không được ngăn cản chuyện người xuất gia ấy, phải cầu phương tiện, khuyến khích giúp họ thành tựu. Khi ấy, cả đại chúng nghe Phật thuyết pháp, không ai mà không nhàm chán cảnh đời. Họ xuất gia trì giới, có người đắc tu Đà Hoàn, thậm chí có người đắc quả vị A-la-hán, có người gieo hạt giống Bích chi Phật, có người phát tâm vô thượng Bồ đề. Mọi người rất vui mừng, đành lễ phụng hành. Kinh công đức xuất gia.